Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về một chiếc MPV 7 chỗ mới ra mắt của nhà Toyota. Thì nó là sự trở lại của Toyota Avanza. Avanza thì được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Trước mặt chúng ta đây là phiên bản số sàn màu trắng. Thì giá lần lượt của hai phiên bản là 548 triệu cho phiên bản số sàn và 588 triệu cho bản số tự động. Hai bản thì tuy chênh nhau chỉ có 40 triệu thôi, thì có nghĩa là nó chênh nhau ở cái giá tiền về hộp số, còn các option thì hai bản cơ bản là tương đương nhau, đều được trang bị với cái mức giá là 548 đến 588 triệu thì đã được trang bị là xe 7 chỗ nhập khẩu, lại được trang bị đèn full led này, đèn sương mù, la răng phay xước, rồi cam lùi màn hình đầy đủ. Thì nó cũng là một sự lựa chọn cho anh em có cái nhu cầu là đầu tư xe để kinh doanh, hoặc là cái nhà gia đình mình mà đông người ấy, hoặc mình có kinh doanh mà cái tầm tài chính thì nó cũng loanh quanh tầm 600 triệu, hơn 600 triệu, thì lấy một chiếc xe này là hợp lý. Thì dòng xe này thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cái ngân hàng là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Về còn ưu đãi của từng dòng thì đối với bản số sàn này thì hiện tại bên em đang ưu đãi là giảm cho anh chị 6 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện là 15 triệu. Còn nếu bản số tự động thì bên em hiện tại đang tặng cho anh chị một gói phụ kiện nhỏ thôi, nó rơi khoảng tầm 10 triệu. Bản Avanza 2022 thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 4 tùy chọn màu sắc. Thứ nhất là màu trắng ở trước mặt chúng ta này, thứ hai là màu đen, thứ ba là màu bạc và thứ tư là màu bạc ánh tím. Và tất cả các dòng xe của Toyota ra mắt hiện tại thì đều được trang bị đều được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế mới, có nghĩa là khung gầm TNGA thì sẽ được cải thiện cái độ ổn định và cái độ rộng rãi. Và vận hành thì có nghĩa trước mắt chúng ta đây thì như ở cái góc quay của em này là anh chị thấy cái gương đã được chuyển xuống cánh cửa, nên là cái tầm nhìn của mình ở khoang lái nó rất là thoải mái. Máy thì 1.5, cực tiết kiệm cái mức tiêu thụ nhiên liệu, như theo nhà máy công bố thì nó sẽ rơi vào khoảng 6,73 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Xe thì mới được cẩu về ở chỗ em nên là vẫn còn dán cái miếng dán bảo vệ khi đi qua tàu biển ý. 100% xe nhập khẩu nguyên chiếc đều có cái miếng dán này, nhưng mà đi qua tàu biển và ngoài ra là còn cái móc kéo này. Thì khi nào anh chị nhận xe mới thì bên em sẽ vệ sinh tổng thể ngoại thất và lắp đặt những cái ốp mà nhà máy vẫn còn để trống khi mà cẩu, cũng như là cái bọc la răng này. Và vừa rồi thì em cũng giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Avanza mới 2022 và cái chính sách bán hàng của tháng 4 năm 2022. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về vấn đề gì về xe hay còn thắc mắc gì thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.